Sáng nay 16 tháng 5, Tổng thống Nga Putin đã đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một động thái Điện Kremlin hy vọng sẽ giúp thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai đối tác chiến lược. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin diễn ra giữa lúc giao tranh đang diễn ra căng thẳng ở loạt tiền tuyến Ukraine. Mới đây, Nga vừa tuyên bố tái chiếm làng Rabotino phía nam Ukraine. Vì sao động thái này được đánh giá là vô cùng quan trọng? Ở một mặt trận khác, Ukraine tiếp tục tấn công Crimea bằng tên lửa ATACMS trong đêm thứ hai. Giữa lúc Ukraine chịu nhiều bước lùi trên chiến trường, Washington tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Song song với đó là chảo lửa Trung Đông. Reuters đưa tin các cuộc giao tranh đang diễn ra ngày càng gay gắt tại nhiều khu vực ở Gaza. Đặc biệt, Israel cảnh báo rắn với Liên Hợp Quốc sau hình ảnh tay súng sử dụng xe của cơ quan cứu trợ. Giữa lúc đó, Hezbollah tuyên bố tập kích sâu chưa từng có vào lãnh thổ Israel. Danh tính bất ngờ của nghi phạm bắn trọng thương Thủ tướng Slovakia. Xà lan đâm sập một phần cầu Mỹ gây tràn dầu hàng km. Chính phủ Brazil cam kết cung cấp nhà ở cho nạn nhân lũ lụt. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ. Mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột trên thế giới hiện nay. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào sáng nay ngày 16 tháng 5 đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga sau khi nhậm chức, cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Moscow-Bắc Kinh. Chuyến thăm diễn ra chỉ 10 ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin. Điện Kremlin cho biết, trong tuyên bố ngày 24 tháng 5, Tổng thống Putin sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác toàn diện và chiến lược, xác định các phương hướng để phát triển hơn nữa mối quan hệ Nga-Trung, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất. Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, trong phiên khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, để có được mối quan hệ Trung Quốc-Nga như ngày nay là cả một quá trình, vì vậy cả hai bên đều phải coi trọng và gìn giữ nó. Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga hướng tới sự phát triển và phục sinh cho cả hai đất nước chúng tôi, đồng thời hợp tác để duy trì sự công bằng và hòa bình trên thế giới. Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn khi chiến sự Moscow-Kiev đang diễn ra và căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. Hồi tháng 2 năm 2022, Nga và Trung Quốc đã nhất trí về mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn. Việc chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài, cho thấy chính quyền Putin đặt mối quan hệ với Bắc Kinh là ưu tiên hàng đầu. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc trước khi khởi hành, ông Putin đã ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình vì đã giúp xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga dựa trên lợi ích quốc gia và sự tin tưởng lẫn nhau sâu sắc. Chúng tôi sẽ cố gắng thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp cao như ngành khám phá vũ trụ, năng lượng hạt nhân hòa bình, trí tuệ nhân tạo, nguồn năng lượng tái tạo và các lĩnh vực đổi mới khác. Theo Reuters, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng dùng trà vào chiều nay trong một cuộc gặp riêng không chính thức. Cập nhật những diễn biến mới trên chiến trường. Quân đội Nga hôm ngày 15 tháng 5 tuyên bố đã kiểm soát làng Rabotino ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine, sau gần một năm phải rút khỏi nơi này. Chính quyền Kiev xem việc chiếm lại Rabotino là thành tựu chính của cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Rabotino là một ngôi làng chiến lược ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Nga đã giành được Rabotino vào tháng 3 năm 2022, nhưng buộc phải rút lui vào tháng 8 năm ngoái sau cuộc phản công mùa hè của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả Rabotino là biểu tượng của phòng thủ và kiên cường của nước này. Để giành lại ngôi làng, Ukraine đã triển khai các lữ đoàn được phương Tây huấn luyện để phục vụ các hoạt động chiến lược. Rabotino có tầm quan trọng vô cùng đối với cả hai lực lượng. Nó nằm trên con đường dẫn đến Tomat, đóng vai trò là cửa ngõ, chia thành hai hướng, một dẫn đến Berdyansk và một dẫn đến Melitopol.
Chiều ngược lại, quân đội Ukraine được cho là đã tập kích vào căn cứ không quân Belbek của Nga tại bán đảo Crimea, làm hư hại radar phòng không. Thông tin được The War Zone đăng tải. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 5 tuyên bố phòng không nước này đã hạ 10 tên lửa ATACMS mà Ukraine phóng trong đêm nhằm vào bán đảo Crimea. Các hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội sau đó cho thấy một số bộ phận của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 hoặc S-400 đặt tại căn cứ Belbek bị trúng đòn. Hệ thống radar chỉ thị mục tiêu tầm xa chính của tổ hợp S-492N6 đã bị phá hủy. Căn cứ không quân Belbek trước đó là sân bay quốc tế nằm ở phía bắc Sevastopol, song dừng phục vụ các chuyến bay dân sự từ năm 2014. Sau khi chiến sự với Ukraine bùng phát, cơ sở này trở thành nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân số 38 của Nga, cất giữ các tiêm kích mới nhất cùng với các thiết bị quân sự khác. Cũng vì thế nên Ukraine từ lâu đã nhằm mục tiêu vào căn cứ Belbek. Lực lượng Kiev nhiều lần nỗ lực tấn công cơ sở này nhưng không thành công. Nhưng giờ đây, với tên lửa ATACMS tầm xa mới nhận từ Mỹ, Ukraine có thể tập kích căn cứ Belbek và các mục tiêu khác xa hơn trên bán đảo Crimea. Trong một thông tin vừa được cập nhật, thưa quý vị, Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga vào sáng nay ngày 16 tháng 5 cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 5 tên lửa ATACMS tầm xa do quân đội Ukraine phóng vào bán đảo Crimea trong đêm. Trước đó một ngày, Nga cũng tuyên bố bắn hạ 10 tên lửa ATACMS trong một cuộc tấn công tương tự. Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật được Mỹ viện trợ để tấn công Crimea, cũng như không nêu liệu có ghi nhận thiệt hại nào hay không. Trong khi đó, theo ông Mikhail Razvohayev, thống đốc vùng Sevastopol do Nga bổ nhiệm, một số ngôi nhà dân cư và ô tô đã bị hư hại. Vị quan chức cho biết thêm trong một bài đăng trên Telegram, không có người nào bị thương. Nga đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý, một động thái bị các đồng minh phương Tây của Kiev chỉ trích rộng rãi. Moscow gần đây thường xuyên tuyên bố mà không cung cấp bằng chứng rằng Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc thừa nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden đã âm thầm chỉ đạo cung cấp ATACMS tầm xa cho Ukraine như một phần trong gói hỗ trợ an ninh được công bố vào tháng 3. Số vũ khí này đã được chuyển đến tay Kiev vào tháng 4. Kể từ đầu xung đột, Moscow liên tục chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và nhấn mạnh rằng điều này chỉ làm kéo dài cuộc chiến và gây thêm thương vong cho Kiev. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột trước cuối năm nay hay không, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào Kiev. Về vấn đề đàm phán, tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng đây là do Ukraine quyết định, không phải Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Đây là những câu hỏi mà Kiev phải trả lời. Chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ sẽ ủng hộ mọi quyết định của Ukraine. Ông Blinken phát biểu tại cuộc họp báo chung cùng với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba hôm ngày 15 tháng 5. Ngoại trưởng Mỹ đổ lỗi cho Nga vì đã không nỗ lực giải quyết xung đột một cách hòa bình. Nếu Tổng thống Nga Putin tỏ ra quan tâm đến việc tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán, tôi chắc chắn Ukraine sẽ phản ứng với điều đó, ông Blinken khẳng định, nhưng cho rằng những hành động của Moscow chứng minh điều ngược lại. Nga đã nhiều lần tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán bất kỳ lúc nào, miễn là những điều khoản để chấm dứt cuộc xung đột không xa rời với thực tế. Điều này đồng nghĩa rằng Ukraine phải chấp nhận từ bỏ một số vùng lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea và 4 vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập gần đây, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Trong khi đó, Ukraine đang tìm cách thúc đẩy công thức hòa bình của mình nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 2 năm với Nga. Thỏa thuận yêu cầu Nga phải rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine, đồng thời trả tiền bồi thường cho chiến sự. Moscow bác bỏ những đề xuất này, cho rằng chúng tách rời với thực tế. Đồng thời, Ngoại trưởng Blinken ngày 15 tháng 5 nói, Washington sẽ không ngăn cản Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trước các phóng viên tại Kiev hôm thứ Tư ngày 15 tháng 5. Ông Blinken nhấn mạnh, Washington không khuyến khích quân đội Ukraine làm như vậy, nhưng cũng sẽ không cản trở. Một số thông tin cho rằng, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá lên tới 6 tỷ đô la Mỹ, giữa lúc lực lượng Nga đang đẩy mạnh đòn tấn công dữ dội ở mặt trận Đông Bắc.
Gói này dự kiến bao gồm các hệ thống phòng không Patriot và NASAM, đạn pháo, tên lửa HIMARS, tên lửa không đối không, máy bay không người lái và vũ khí chống máy bay không người lái. Politico đưa tin vào tháng trước, trích dẫn các nguồn tin. Washington đã chuyển số đạn dược trị giá 1 tỷ đô la Mỹ tới Kiev, lấy từ kho quân sự của Mỹ sau khi dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ được thông qua sau nhiều tháng chờ mòn mỏi. Nói về lập trường của Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cho biết, chúng tôi không khuyến khích bất kỳ một cuộc tấn công nào bên ngoài lãnh thổ Ukraine, nhưng cuối cùng, Kiev sẽ phải tự đưa ra quyết định về cách tiến hành cuộc chiến này. Động thái này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của Mỹ. Trước đó, Washington không khuyến khích Kiev sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công bên ngoài lãnh thổ của mình. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng nói rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Moscow lên án những nhận xét này, triệu tập đại sứ London để cảnh báo ông về khả năng trả đũa nếu vũ khí của Anh được dùng để tấn công Nga. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Nga có thể trả đũa bằng cách nhằm vào bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và xa hơn nữa. Bất chấp lời đe dọa, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm ngày 14 tháng 5 cho biết Kiev có thể sử dụng vũ khí của Anh để tấn công bán đảo Crimea. Ông nói London coi khu vực này là một phần không thể thiếu của Ukraine. Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã tích cực sử dụng vũ khí của Anh trong các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass cũng như các khu vực khác của Nga. Chuyển sang chảo lửa Trung Đông. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho biết các cuộc giao tranh ở Gaza nổ lên dữ dội trên khắp Gaza vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 5. Chính phủ Israel đòi hỏi câu trả lời sau khi xuất hiện hình ảnh các tay súng sử dụng phương tiện của cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc. Lực lượng phòng vệ Israel hôm ngày 14 tháng 5 tiết lộ rằng, trong chiến dịch ở phía đông Rafah vào thứ Bảy tuần trước, lực lượng Hamas đã có mặt ở khu hậu cần của Tổ chức Cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA, cùng với các phương tiện khác của Liên Hợp Quốc. Trong đoạn phim được công bố, có thể nhìn thấy một số binh sĩ của Hamas và các phương tiện của Liên Hợp Quốc xuất hiện trong kho hậu cần của UNRWA ở phía đông Rafah, khu vực phân phối viện trợ đại diện cho UNRWA tại dải Gaza. Sau sự kiện này, đại diện điều phối viên hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ, COGAT, đã gửi thông tin tới các quan chức cấp cao trong cộng đồng quốc tế và kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra khẩn cấp về vấn đề này. Cuối thông báo, lực lượng Israel khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục hành động phù hợp với luật pháp quốc tế để phân phối viện trợ cho người dân dải Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Israel Katz, đã bình luận về đoạn phim rằng những tay súng Hamas đã bắn vào dân thường từ một cơ sở của UNRWA bên cạnh các phương tiện của Liên Hợp Quốc ở Rafah. Những lời nói dối của ông Antonio Guterres và Philippine Lazzarini sẽ không thể che giấu sự thật rằng UNRWA là một cánh tay của nhóm Hamas. Các lực lượng Israel trong những ngày gần đây đã tiến vào phía đông Rafah để tiêu diệt 4 tiểu đoàn Hamas, họ cho là đang lẫn trốn ở đó, bất chấp lời cảnh báo của đồng minh thân cận Mỹ. Washington yêu cầu Israel đưa ra một kế hoạch rõ ràng về việc tái thiết Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói trong chuyến thăm Ukraine, chúng ta không thể có tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn ở mọi nơi. Điều này dường như ám chỉ đến tình hình ở dải Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng, việc lập kế hoạch cho sau chiến tranh là không thể, nếu chưa hoàn thành mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn các lực lượng Hamas trước tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant sau đó lên tiếng, tôi kêu gọi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng Israel sẽ không kiểm soát Gaza về mặt dân sự, thay vào đó sẽ thiết lập một cơ quan quản lý thay cho Hamas. Trong khi đó, Hamas hôm ngày 15 tháng 5 đăng tải một video mà họ nói là cuộc tấn công vào lính Israel tại khu dân cư Al-Jaitu ở thành phố Gaza. Reuters chưa thể xác minh địa điểm và thời gian ghi hình. Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cùng ngày đổ lỗi cho Israel khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza bế tắc, đồng thời tái khẳng định những yêu cầu chính của nhóm chiến binh rằng mọi thỏa thuận đều phải đưa ra một khuôn khổ chấm dứt vĩnh viễn cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Hồi đầu tháng này, nhóm chiến binh tuyên bố chấp thuận đề xuất ngừng bắn mà Qatar và Ai Cập làm trung gian. Israel cũng được cho là đã chấp thuận trước đó. Thế nhưng, sau đó Tel Aviv gây tranh cãi,
khi cho rằng thỏa thuận gồm 3 giai đoạn mà Hamas đã đồng ý là không chấp nhận được do các điều khoản đã bị giảm bớt. Cuộc đối thoại ngừng bắn ở Cairo tan vỡ mà không có thỏa thuận nào. Tel Aviv khẳng định chỉ muốn trao đổi tù binh và con tin, từ chối cam kết chấm dứt hoạt động quân sự ở Gaza. Nước này quyết tâm nhổ tận gốc Hamas. Israel nói Hamas không được nắm vai trò kiểm soát Gaza khi chiến sự kết thúc. Mỹ muốn Gaza và bờ Tây thống nhất và do chính quyền Palestine quản lý. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ đưa tin cầu tàu nổi do Washington xây dựng nhằm tăng cường năng lực chuyển hàng viện trợ cho Gaza đã bắt đầu di chuyển từ cảng Ashdod của Israel về phía dải đất bị chiến tranh tàn phá của người Palestine. Đây là một trong những bước cuối cùng trước khi cầu tàu này chính thức đi vào hoạt động. Quân đội Mỹ đã quyết định lắp ráp trước cầu tàu tại cảng Ashdod của Israel vào đầu tháng này. Quá trình thi công đã hoàn tất từ tuần trước, nhưng thời tiết xấu và những lo ngại về an ninh khiến việc di chuyển cầu tàu bị trì hoãn trong vài ngày. Thiếu tướng Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, cầu tàu sẽ hoạt động trong những ngày tới. Với chi phí ít nhất 320 triệu đô la Mỹ, cầu tàu là một phần của hệ thống hậu cần hàng hải chung JLOTS, có hai phần gồm cầu tàu nổi, nơi tiếp nhận hàng viện trợ từ các tàu thương mại lớn và con đường để chuyển hàng đến điểm phân phối ở Gaza bằng tàu nhỏ hơn. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Anh thông báo một chuyến hàng gần 100 tấn viện trợ của nước này đã rời đảo Sip, hướng tới cầu tàu vừa được xây dựng. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Brad Copper nhấn mạnh, cầu tàu không được thiết kế để thay đổi các tuyến vận chuyển viện trợ trên bộ vào Gaza và sẽ không có lực lượng Mỹ hiện diện ở Gaza. Đề cập đến cách vận hành, ông Copper cho biết, đầu tiên, hàng viện trợ sẽ đến đảo Sip để kiểm tra và sàng lọc. Sau đó, chúng được các tàu vận chuyển đến cầu tàu do Mỹ xây dựng, neo ở ven bờ biển dải Gaza, nơi hàng được chuyển sang các tàu nhỏ hơn để đưa vào đất liền. Khi đến bờ, hàng hóa sẽ được phân phối bởi Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới. Phó Đô đốc Mỹ nói thêm, hiện tại có hàng trăm tấn viện trợ sẵn sàng được chuyển giao và hàng ngàn tấn viện trợ đang được chuẩn bị từ nhiều quốc gia. Ở một mặt trận khác, Reuters đưa tin nhóm chiến binh Hồi giáo Hezbollah tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ quân sự phía tây Tiberias của Israel hôm ngày 15 tháng 5. Đây là cuộc tập kích sâu nhất vào lãnh thổ Israel kể từ khi nhóm vũ trang tuyên chiến Israel do chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Lực lượng Hezbollah cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào hệ thống giám sát được không quân Israel sử dụng và sau đó đã thực hiện một chiến dịch tấn công chính xác bằng máy bay không người lái trúng vào mục tiêu. Quân đội Israel chưa bình luận về cuộc tấn công. Trước đó, còi báo động không kích đã phát lên tại một ngôi làng phía tây Tiberias vào hôm thứ Tư. Theo đài truyền hình công cộng Kan của Israel, chính quyền đã cảnh báo người dân địa phương về một máy bay không người lái đang di chuyển trong khu vực trước khi xảy ra va chạm. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Israel tấn công, giết chết chỉ huy chiến trường Hezbollah, ông Hussein Mekki ở miền nam Liban. Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công máy bay không người lái mới đây là để đáp trả các vụ ám sát do Israel thực hiện, nhưng không nói rõ ràng là để trả thù cho cái chết của chỉ huy Mekki. Theo thông tin từ Reuters, hơn 260 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban trong 7 tháng qua. Tiếp tục cập nhật những diễn biến nóng trên thế giới. Thưa quý vị, hôm qua ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico bất ngờ bị bắn sau khi họp nội các. Sự việc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Các lãnh đạo trên thế giới đồng loạt lên án vụ tấn công, cũng như gửi lời an ủi, động viên tới Thủ tướng Fico. Đây là đoạn video hiện trường do Reuters đăng tải, cho thấy khoảnh khắc Thủ tướng Fico được lực lượng an ninh đưa vào xe. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ở Hanlova, cách thủ đô Bratislava 120 dặm về phía đông bắc. Theo truyền thông địa phương, sau khi bị tấn công, ông Fico được trực thăng khẩn cấp đưa đến bệnh viện tại thành phố Banská Bystrica. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Slovakia sau đó cho hay vụ ám sát khiến ông Fico nguy kịch. Người dân chứng kiến vụ việc kể lại với Reuters vào hôm ngày 15 tháng 5. Nhiều người đã có mặt ở đây từ 10 giờ sáng. Thật đáng tiếc khi cảnh sát không kiểm tra an ninh tất cả mọi người. Chúng tôi có thể cho họ thấy mình không có gì khả nghi. Chúng tôi đã bắt tay và chụp ảnh với ông Fico khi ông ấy đi vào tòa nhà. Tất cả đều đã chờ rất lâu và rất hào hứng vì muốn được bắt tay với Thủ tướng.
Bất ngờ, âm thanh như tiếng nổ vang lên. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là trò đùa mà thôi. Tôi nghe thấy ba phát bắn, như thể bạn ném pháo xuống đất vậy. Sau đó tôi thấy vết thương trên đầu thủ tướng và ông ấy ngã xuống ngay cạnh hàng rào an ninh. Đó thật là một cơn ác mộng mà tôi không thể quên. Điều này không thể xảy ra ở Slovakia. Thành viên đối lập của Quốc hội Slovakia, bà Maria Kolíková, nói rằng cuộc tấn công Thủ tướng Fico là đòn giáng vào an ninh nội bộ của đất nước. Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputová cho biết bà bị sốc sau vụ việc. Tôi thực sự sốc, tất cả chúng ta đều kinh hoàng trước cuộc tấn công khủng khiếp và tàn bạo nhắm vào Thủ tướng Robert Fico. Một cuộc tấn công vào Thủ tướng chủ yếu nhắm vào một cá nhân, nhưng thực chất đó cũng là một đòn giáng vào nền dân chủ. Hành động bạo lực này là không thể chấp nhận. Những lời nói thù ghét mà chúng ta thấy trong xã hội đang dẫn đến hành động thù hận. Làm ơn, hãy dừng lại. Cảnh sát đã bắt thủ phạm và sẽ cung cấp thông tin khi có thể. Từ giờ đến lúc đó, làm ơn đừng vội vàng đưa ra các đánh giá. Hãy nghĩ về điều quan trọng nhất lúc này. Điều duy nhất chúng ta quan tâm là Thủ tướng Robert Fico phục hồi nhanh chóng. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Môi trường Thomas Taraba sau đó cho biết cuộc phẫu thuật thành công và ông Robert Fico đã vượt qua cơn nguy kịch. TASS cập nhật hôm nay, ngày 16 tháng 5. Newsweek hôm ngày 15 tháng 5 cho biết vị thủ tướng 59 tuổi của Slovakia là một nhân vật thân Nga. Chính phủ của ông từ chối gia nhập Liên minh của Cộng hòa Séc, vốn quy tụ 20 quốc gia nỗ lực mua thiết bị quân sự viện trợ cho Ukraine. Ông Fico đã tuyên bố không cấp thêm đạn pháo cho Kiev. Nỗ lực ngừng hỗ trợ Ukraine của ông Fico đã gây căng thẳng trong Liên minh châu Âu, EU và NATO, mặc dù ông thừa nhận chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là vi phạm luật pháp quốc tế. Cựu Thủ tướng Slovakia Jan Karnogorský, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Slovakia hôm ngày 15 tháng 5 nói với TASS rằng vụ tấn công Thủ tướng đương nhiệm Robert Fico thực chất là nhằm chống lại chính sách thân Nga của chính phủ. Theo ông Karnogorský, sự việc vừa qua chỉ có thể là do một gã điên rồ có tư tưởng chính trị khác biệt gây ra. Ông ta đã bị truyền thông đối lập Slovakia tẩy não. Cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào chính phủ do ông Fico lãnh đạo, cũng như chính sách thân thiện với Nga, ông nhấn mạnh. Lãnh đạo thế giới đã lên án hành động tàn bạo nhắm vào ông Robert Fico và đăng tải thông điệp ủng hộ vị thủ tướng trên nền tảng mạng xã hội X. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm ngày 15 tháng 5 cho biết, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự cảnh giác và quan ngại sâu sắc vụ việc trên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg viết, tôi sốc và kinh hoàng trước việc Thủ tướng Robert Fico bị nhắm mục tiêu. Tôi chúc ông ấy có sức mạnh để phục hồi nhanh chóng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tình đoàn kết với Slovakia và nói rằng không nên để bạo lực trở thành điều bình thường ở bất kỳ quốc gia nào. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cầu chúc cho ông Fico mạnh mẽ. Trong khi Thủ tướng Romania Marcel Ciolescu cho rằng những hành động cực đoan như vậy không có lý do chính đáng. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu viết, tôi mạnh mẽ lên án cuộc tấn công Thủ tướng Robert Fico. Những hành động bạo lực như vậy không có chỗ trong xã hội và làm suy yếu nền dân chủ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bày tỏ bàng hoàng khi hay tin. Ông nhấn mạnh, bạo lực không được tồn tại trong chính trị châu Âu. Trong những giờ phút này, tôi hướng về Robert Fico, gia đình của ông ấy và Slovakia. Thủ tướng Hà Lan Donald Tusk viết, đây là tin tức kinh hoàng từ Slovakia. Robert, tôi đang hướng về phía ngài trong thời khắc vô cùng khó khăn này. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, tôi thực sự sốc trước cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào người bạn của tôi. Thủ tướng Robert Fico, chúng tôi cầu nguyện sức khỏe và mong ông ấy sớm bình phục. Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng bày tỏ bàng hoàng và mong điều tốt đẹp đến với ông Fico. Slovakia nằm ở Trung Âu và là một thành viên của NATO. Thưa quý vị, AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matas Suchet Estot tiết lộ nghi phạm bắn trọng thương Thủ tướng Robert Fico là một nhà văn 71 tuổi đến từ miền trung đất nước. Thông tin được đưa ra sau khi truyền thông lan truyền nhiều thông tin về danh tính của người đàn ông này. Bộ trưởng Sutai Estot nói với phóng viên khi được hỏi về các báo cáo của truyền thông rằng đối tượng đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường xảy ra vụ nổ súng gây chấn động ở thị trấn Hanlova. Theo AFP, nghi phạm với mái tóc hoa râm được nhìn thấy bị còng tay và trấn áp trên mặt đất ngay khi Thủ tướng Fico bị bắn nhiều phát sau cuộc họp của chính phủ tại Hanlova.
Theo truyền thông, nghi phạm là người sáng lập câu lạc bộ văn học Duha cầu vồng và đến từ thị trấn Levis. Các báo cáo không nêu tên đối tượng, nhưng cho biết người đàn ông này đã sáng tác 3 tập thơ và là thành viên của Hiệp hội Nhà văn Slovakia. Hiệp hội Nhà văn Slovakia xác nhận đối tượng gia nhập Hiệp hội từ năm 2015. Lưu ý thêm rằng, nếu danh tính nghi phạm vụ nổ súng được cơ quan chức năng công bố chính thức, thì tư cách thành viên của người này sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Một trang tin tức của Slovakia dẫn lời người được cho là con trai nghi phạm cho biết, anh hoàn toàn không biết cha mình suy nghĩ gì, có dự định như thế nào và tại sao hành động như vậy. Người này nói thêm, cha anh là chủ sở hữu súng hợp pháp. Khi được hỏi liệu người cha có căm ghét thủ tướng hay không, người con trai trả lời, ông ấy không bỏ phiếu cho ông Fico, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Bà Vlasta Kolarova, người đứng đầu thư viện ở địa phương, quê hương của nghi phạm, nói với nhật báo Den Mic En rằng, khi còn trẻ, ông ấy nổi loạn nhưng không bạo lực. Một số quan điểm chính trị mà người đàn ông chia sẻ trên mạng xã hội đã được tìm thấy, trong đó có các bình luận cách đây 8 năm với nội dung "Thế giới hiện tràn ngập bạo lực và vũ khí, mọi người dường như đang phát điên". Người đàn ông đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề nhập cư, cũng như sự thù hận và chủ nghĩa cực đoan. Ông nhấn mạnh các chính phủ châu Âu không có biện pháp để giải quyết tình trạng hỗn loạn này. Nghi phạm cũng tiết lộ ông đã thành lập phong trào chống bạo lực ở Levis. Trên tài khoản mạng xã hội của mình, phong trào này tự nhận là một đảng chính trị mới, hoạt động với mục tiêu là ngăn chặn sự lan rộng của bạo lực trong xã hội, chiến tranh ở châu Âu và sự hận thù. Giới chức Mỹ cho biết một chiếc xà lan chở nhiên liệu đã tông vào cây cầu ở Galveston, Texas vào sáng hôm thứ Tư ngày 15 tháng 5, gây tràn dầu hàng trăm km. Thông tin được NBC đăng tải mới đây. Thiếu tá Ray Nolan, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Galveston cho biết, vào thời điểm xảy ra va chạm, chiếc xà lan có 2 người điều khiển. Một người rơi xuống nước nhưng đã được nhanh chóng giải cứu. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Giới chức chưa rõ nguyên nhân xảy ra va chạm và đang tiến hành điều tra. Vụ va chạm gây ra sự cố tràn dầu trên vịnh, các tuyến đường tạm thời phải đóng cửa cho công tác dọn dẹp. Các vụ tai nạn đường biển diễn ra ngày càng thường xuyên ở Mỹ. Hồi tháng 3, một tàu container đâm sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến 6 người thiệt mạng. Cây cầu này được xây dựng từ năm 1977, có vai trò huyết mạch với giao thông trong khu vực. Vụ va chạm gây gián đoạn nặng nề cho lưu thông hàng hải và giao thông đường bộ trong khu vực, với mức thiệt hại lên tới 15 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Đầu tháng 5, bang Maryland thông báo họ sẽ thay thế cây cầu vào mùa thu năm 2028 với chi phí ước tính từ 1,7 đến 1,9 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, vừa qua cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ một công dân Thổ Nhĩ Kỳ nghi là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm đang bị Thổ Nhĩ Kỳ truy nã vì nhiều tội danh bao gồm ngộ sát. Thông tin được đăng tải trên Reuters mới đây. Dựa trên lệnh truy nã quốc tế, lực lượng chức năng Hy Lạp đã tiến hành bắt giữ người đàn ông 29 tuổi vào thứ Sáu tuần trước, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành 14 lệnh bắt giữ đối với người đàn ông này. Nguồn tin cho biết, quá trình dẫn độ đối tượng về Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu. Nghi phạm được xác định là Ramazan Bayga, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, và trích dẫn tuyên bố của một quan chức cấp tỉnh xác nhận người này bị bắt tại Hy Lạp. Theo truyền thông, người đàn ông bị nghi ngờ là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm có tổ chức, tên là Baygarala, hoạt động tại tỉnh Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ án bắt đầu được phanh phui vào tháng 2 khi hai người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ, nghi là thành viên của băng đảng nêu trên, bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ trên đảo Crete. Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hai đồng minh NATO và cũng là từng là kẻ thù trong lịch sử, từ lâu đã có nhiều mâu thuẫn về tranh chấp lãnh hải, tài nguyên năng lượng và một số vấn đề khác. Trong những tháng gần đây, hai nước đã thực hiện những bước đi quan trọng nhằm giảm bớt căng thẳng. Đầu tuần này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tiếp đón Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại Ankara để thảo luận về các biện pháp cải thiện quan hệ song phương. Ở một diễn biến khác, Reuters dẫn lời Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm thứ Tư ngày 15 tháng 5 nói rằng chính phủ liên bang cam kết đảm bảo nhà ở cho các nạn nhân của trận lũ lịch sử ở bang cực Nam, Rio Grande do Sul, nước này. Phát biểu được nhà lãnh đạo đưa ra trong chuyến thị sát khu vực thiên tai, nơi ông công bố một loạt các biện pháp khắc phục hậu quả. Tổng thống Lula cho biết chính phủ liên bang sẽ cấp 5.100 ria, tương đương gần 1.000 đô la Mỹ, cho khoảng 240.000 gia đình mất nhà cửa hoặc tài sản.
Theo ước tính của chính phủ, chính sách này sẽ tiêu tốn khoảng 1,2 tỷ riyal. Tại thành phố São Leopoldo, một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ông Lula thông tin thêm chính quyền của ông sẽ sớm chi trả một số khoản trợ cấp xã hội cho người dân của bang, đồng thời lên kế hoạch mua nhà từ khu vực tư nhân để cung cấp cho những người phải di dời. Các chuyên gia cảnh báo thành phố Porto Alegre, thủ phủ bang Rio Grande do Sul, có thể sẽ tiếp tục chịu lũ lụt nghiêm trọng trong nhiều tuần tới, làm gia tăng khó khăn cho nửa triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa bị ngập. Lũ lụt đã tàn phá hàng chục khu định cư của Porto Alegre, nơi khu vực trung tâm vẫn chìm trong nước. Trên toàn bang, số người chết vì lũ lụt hiện được báo cáo là gần 150, trong khi khoảng 110 người vẫn còn mất tích. Theo giới chức bang, khoảng 250.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện và hơn 136.000 người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Sau đây, Mỹ Phương xin được cập nhật một thông tin văn hóa nổi bật. Thưa quý vị, mới đây lễ hội bánh bao tại đảo Trường Châu thuộc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã diễn ra vô cùng náo nhiệt với sự tham gia của đông đảo hàng chục ngàn người. Sự kiện truyền thống này được tổ chức trùng với đại lễ Phật Đản ngày 8 tháng 4 âm lịch, tức ngày 15 tháng 5 dương lịch năm nay. Ước tính khoảng 60.000 lượt người dân Hồng Kông và khách du lịch đã đổ về Trường Châu bất chấp thời tiết nắng nóng để mua bánh bao cầu may. Bánh bao ở đây nhân chay to bằng lòng bàn tay người lớn, với mặt trước in chữ bình an màu đỏ. Trong lễ hội, du khách còn tham gia cuộc diễu hành náo nhiệt. Những đứa trẻ hóa trang thành thần được rước qua các con đường trên đảo trong giai điệu truyền thống cùng màn múa lân náo nhiệt. Ngoài ra, một hoạt động không thể thiếu là cuộc thi cướp bánh bao. 12 người tham gia, gồm 9 nam và 3 nữ, đã leo lên một tòa tháp cao hơn 14 mét, được phủ bởi 9.000 bánh bao. Họ cố gắng nhét đầy bánh vào túi của mình, với mục tiêu tích lũy nhiều điểm nhất trong thời gian 3 phút để giành lấy danh hiệu đáng mơ ước. Đặc biệt, ai nhanh tay lấy được chiếc bánh ở trên đỉnh tháp sẽ mang lại may mắn và phước lành cho gia đình. Janet Kung, một vận động viên leo núi băng và lính cứu hỏa, đã được trao danh hiệu nữ hoàng và vua bánh bao của cuộc thi. Kung, nhà vô địch nhóm nữ, tỏ ra ngạc nhiên khi cô nhận được nhiều điểm hơn người chiến thắng bên nam. Lễ hội bánh bao lần đầu được tổ chức vào năm 1964 là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần đã giúp họ xua đuổi bệnh dịch. Lễ hội từng gián đoạn do đại dịch COVID-19 và trở lại vào năm 2023. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.